Nếu được đứa đầu tiên nên là con gái, nhưng mà nếu được thì nên có một đứa con trai, để tại vì anh là đích tôn dòng họ, anh cần một đứa để nói giỏi thôi, còn lại là trai gái đều không quan trọng. Nếu em hỏi giả sử mà em không không có con trai thì sao? Đó đúng đó, thì cố gắng có đến lúc có là thôi, đứa nào tới già thì nuôi thôi. Cái này mệt á, cái này là mệt, cái này là mệt nha. Dạ không, em nghĩ em nuôi nổi. Bé nhà nhà chừng bé nó đứng luôn bên luôn á. Thắt lưng thì không đến nổi rồi, thả lỏng ha, lỏng lỏng. Ừ, trời, thấy tôi hay. Đang ngó tay lại. Ừ, ok. Rồi, thở lỏng ha. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Tô tô. Rồi. Xin thứ nhất là xin chào chú Quyền Linh và em Si Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Hồng Lộc. Hay tên hay gọi là Nguyễn Hồng Dũng Mãnh Lộc. Em năm nay là 34 tuổi. Em làm nghề y võ sư, là em vừa chữa bệnh với em vừa dạy võ. Luyện võ để chữa bệnh. Em sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Dạ, quê quán là Long An. Long An, ở huyện nào? Dạ, Bến Lức. Rồi, bây giờ mình ở thành phố Hồ Chí Minh ở với ai? Dạ, ở với người nhà là mẹ với ba. Dạ, nhà là ở Sài Gòn luôn. Chứ quê quán ở Long An thôi. Dạ. Thế vợ về là vợ phải làm dâu không? Dạ, chắc phải làm dâu. Phải làm dâu. Rồi, bây giờ tới nhà gái nè. Em xin chào chú Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và mọi người đang tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Đinh Ngọc Thảo Vi, em đến từ Lâm Đồng hiện tại và em đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, công việc của em là dược sĩ ạ. Trời ơi, bên hai kia người là... Hai người hợp với nhau vậy ta? Lộc nói ưu điểm khuyết điểm mình cho Thảo Vi nghe đi. Ưu điểm của em là một người rất là chân thành, nhiệt tình, mau lẹ trong công việc, thích giúp đỡ người khác. Khuyết điểm là em đôi khi rất là nóng vội, hay đi. Tại cái công việc của em là đòi hỏi đi lại rất là nhiều. Vậy thôi hả? Dạ. Thôi mời nhà gái. Ưu điểm của em thì em rất là hòa đồng, năng nổ, sáng tạo. Trong công việc thì là một người rất là nghiêm khắc. Em rất là lý trí trong việc mà giữa tình cảm và công việc. Còn khuyết điểm của em thì có một chút là hơi lười một xíu. Em đi làm thường xuyên quá nên thành ra cái thời gian nghỉ của em không có. Nên thành ra là lúc mà có thời gian nghỉ thì em thường rất là hay ngủ. Còn một cái khuyết điểm nữa đó là em là một người sống rất là tình cảm. Nếu như mà em chân thành với một người nào đó thì em rất là thương người ta. Nhưng mà em sẽ không có lụy nha. Khi mà người ta làm tổn thương mình quá thì mình cũng kiểu như là rất là khó mà có thể mà tha thứ cho người khác được. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ năm. Trời ơi, năm hả? Ông kia ông bận dữ lắm á, ông không có thời gian, ông gấp gáp, ông vội vàng đi chữa bệnh mà ông có tới 5 mối tình lận. Thì 5 mối tình lướt qua vội đó mà. Dạ, dạ cũng không phải vội. Không phải vội luôn á hả? Cũng rồi, 5 mối tình không phải lướt qua vội luôn kìa. Dạ chào võ sư. Dạ chào chị. Sao vậy? Dạ tình đầu là tình lúc mà cấp 3 đi học. Đơn phương người ta 8 năm nhưng mà... Trời ơi, là... đơn phương 8 năm luôn. Không có chấp nhận được nên em bỏ. Wow. Rồi mối tình thứ hai thì cũng rất là sâu nặng, nhưng mà rốt cuộc là đến lúc mà tính thành chuyện á, thì bị trục trặc. Rồi mối tình thứ ba là cũng thương nhau nhưng mà người ta phải đi định cư. Mối tình thứ tư thì nó quạnh lại thành đơn phương tiếp. Mấy năm? Dạ 3 năm. Rồi mối thứ năm? Bạn đó cũng rất là tốt, gặp nhau trong lúc đi thiện nguyện. Nói chung là bạn không có thông cảm với công việc của em được. Với lại kiểm soát em quá nên em bị ngợp. Không, này cả cuộc đời cũng dành cho tình yêu sao ta? Rồi em gấp chỗ nào? Trong công việc thôi chị. Em học lẹ, em muốn làm lẹ. Và tại vì nhiều khi trong cái môi trường em hay đi làm từ thiện, thiện nguyện á, ngại cái chuyện mà để người bệnh nhân hoặc là những cái người mà khổ á, họ phải chờ á. Nên tính em đôi khi những cái lúc đó em hơi nóng. Do gấp gáp mà cái công việc nó chưa thành là nó sẽ hơi nóng. Có bao giờ mà người nào chưa? Dạ trừ đấu võ đài ra thì còn lại là đấu giao hữu thì ít khi nào va chạm với ai lắm ạ. Cái môn võ làm như là nó kìm cái tính của, tính nóng của mọi người lại. Nên là bạn nào mà tính nóng á là thường là phụ huynh hay cho đi học võ. Đúng rồi. Học võ mà đánh nóng đánh ta chết rồi học chi. Biết kìm á, học võ đúng là rồi. Để biết kìm á. Qua bên đây coi sao có bị vết thương tình yêu nào. Dạ chào chú Quỳnh Linh ạ. Xin chào. Nãy nghe nói tổn thương về tình yêu đó hả? Dạ vâng ạ. Tôi có thầy hồi lo. Dạ. Bằng thảo dược hay bằng khí công được không? Để coi thành ý của đàn trai ạ. Đường tình duyên của mình là mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình. Là mối tình thứ nhất là năm 2 đại học và quen nhau sắp được 2 năm thì chia tay. Thì chia tay ảnh với là em á, là tính ra là thanh mai trúc mã luôn, là cùng quê,
hai anh em là học cùng nhau, gia đình ảnh ngăn cấm hai đứa bởi vì là hai đứa không hợp tuổi. Còn người thứ hai á, tụi em quen nhau sắp được một năm thì anh ấy sắp được một năm với sắp được hai năm không ta, nó chưa có trọn vẹn hay dạ, sắp được đúng không rồi, ha? Dạ chưa, dạ chưa được trọn vẹn. Tụi em chia tay cách đây cũng được gần hai năm rồi, thì anh ấy là ảnh về quê về Thanh Hóa để làm ăn, thì ảnh có cầu hôn em, cũng có ngỏ lời, nhưng mà em không có đồng ý theo ảnh về quê được. Gia đình em đang ở đâu? Dạ hiện tại thì gia đình em đang ở Lâm Đồng ạ. Ở Thành phố Hồ Chí Minh là làm dâu luôn đó. Làm dâu luôn ạ. Ờ, tại vì nãy anh nói mà. Dạ em là nghe. Làm dâu đó được không? À, thực sự mà nói thì em cũng rất là sợ làm dâu, nhưng mà có một cái là nếu em có thể ghi điểm cho mẹ chồng đó, em nấu ăn rất là ngon. Được. Làm dâu không có gì sợ, chứ nấu ăn mẹ chồng thích là được rồi. Dạ. Làm dâu giờ sướng lắm, mẹ chồng lo hết từ A đến Z luôn á. Rồi vậy là khỏe rồi. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào nè? Em hy vọng là anh sẽ cao hơn em rồi đó. Chưa biết. Ừ, cái này không đo được. Gì nữa? Dạ, sáng sủa. Sáng? Sáng. Ừ. Được. Dạ, nếu mà đẹp thì càng tốt. Còn đẹp nha. Nếu không thì ảnh nói chung là nhìn dễ nhìn là được. Anh này dễ nhìn, phong dạ. trần. Anh này dễ thương lắm. Võ sĩ mà, thấy không? Em thích tính cách của người đàn ông là hào phóng, nhiều không gia trưởng, có thể là phụ giúp cho công việc gia đình, tự nhiên là san sẻ công việc nội trợ với là vợ. Tại vì cả hai người đều đi làm, hai người cùng nhau làm công việc nhà hay là việc nội trợ gia đình thì nó giúp gắn kết tình cảm nhiều hơn. Nếu như mà nhậu cũng được, nhậu càng tốt, nhậu với em. Ui, dạ, ngon nhậu à. Dạ, cậu chửi quá vậy. Nhậu dữ không? Nếu như mà dạ, được. Bạn trai bên đó kiểu phong cách bụi bặm thì cũng được, lãng tử, em cũng thích. Dạ, nhưng mà em không thích một điểm đó là không nên hút thuốc. Hút thuốc không thầy? Không hút mấy thuốc người, lá. Là đi chữa bệnh. Thầy này ít có hút lắm. Bên kia đáp ứng khoảng nhiêu phần trăm vậy? Dạ khoảng được 80%. 80. Rồi vậy thì bây giờ sẵn trớn mình nói luôn về cái tiêu chí chọn bạn gái của mình đi. Dạ tiêu chí chọn bạn gái của em thì cái bạn đó là một cái người biết thương yêu gia đình, biết quan chia tâm. Sẻ với người khác, thông cảm với công việc của người khác. Đối với em là rất tốt rồi. Cao thấp mập ốm đối với em là chỉ cần dễ nhìn, vui vui tính tí xíu là được. Vui, bạn là vui. Bé này rồi. Năng động. Em gái đi với ai? Em đi với ba. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Tôi là Đinh Xuân Chiến, 64 tuổi, giáo viên trung học phổ thông đã về hưu. Kính thưa họ nhà trai, tôi thấy là cháu bên này thì cũng rất là chỉnh chu, rất là được. Chúng tôi không cần phải ở đây. Hôm nay gặp các cháu cũng đó là một niềm hạnh phúc của những bậc cha mẹ. Và mong rằng chương trình này sẽ là một những cầu nối để cho các cặp chưa yêu, sắp yêu và yêu đã thành công. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn nhà gái. Dạ, bây giờ tới nhà trai nè, em đi với ai? Dạ, mẹ, đệ tử với lại em gái. Xin kính chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Và xin chào Tảo Vy. Dạ, con chào cô. Cô cũng là một người cán bộ về đã về hưu. Cô thì rất là thoải mái. Cô sống theo thời đại bây giờ, không có cần phải làm dâu hay về là phải làm công việc nhà. Đối với cô, chuyện đó là không quan trọng. Cô cũng chúc mừng nếu hai con chọn nhau thì cứ thử hẹn hò như thế nào. Đối với cô thì cô rất thoải mái, cô cũng thấy con cũng dễ thương, cô cũng hài lòng. Xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Con là đệ tử thứ tư của sư phụ Lộc. Đi theo sư phụ Lộc thì nhận được cái tình cảm ấm áp của sư phụ Lộc rất là nhiều. Thì thực sự sư phụ Lộc ế tới ngày hôm nay cũng là vì có rất là nhiều đệ tử dành hết thời gian cho anh chị và cô chú đệ tử. Và thời gian thứ bảy chủ nhật thì sư phụ Lộc cũng cùng với lại đệ tử đi khắp bốn phương để hỗ trợ cho những cô chú bác ở những vùng sâu vùng xa. Với lại thì chị với lại sư phụ Lộc thì cũng cùng ngành nghề. Và cô thì cũng có nhà mặt tiền, biết đâu 11 hai người mở ra và giúp đỡ mọi người thì rất là tốt. Rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn hai họ nha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi rồi coi gì tới nó tới ha. Mở rào. Bắt đầu đi Lộc. Chào em. Em chào anh. Xin tặng cho em món quà nha. Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Dạ, em tặng cho bạn là trà mãng cầu gai. Đây là một cái sản phẩm rất là tốt cho sức khỏe. Tại vì cái tốt nhất của nó là phòng và điều trị bệnh ung thư. Món quà mà em tặng cho anh Hồng Lộc á
là một hộp vitamin tổng hợp. Thì cái này thì em mong anh là giữ sức khỏe để mà có thể làm được nhiều trong công việc hơn, kiểu như anh giúp đỡ mọi người. Và trong cái việc mà mình bây giờ mình đang dịch á, thì có nghĩa là anh sẽ khỏe hơn, nâng cao sức khỏe hơn. Tôi yêu quá, tôi ngồi đây không ai tặng sức khỏe hết trơn. Không, mà có hai cái là muốn nhà trai thể hiện nha. Một là đi đường quyền nè, còn hai là dùng những cái phương pháp gì đó để trị, có thể trị liệu về bấm sức khỏe huyệt. À, bấm huyệt đó. Đó, massage bấm huyệt. Đó. Thì chủ yếu là em luyện võ hiện đại nên thôi, em chỉ đánh những cái bài hiện đại thôi. Đúng cho rồi. Dễ ha. Rớt một kỷ ngục. Thay lực chưa? Ủa em ví dụ như mình luyện khí công là sao? Bây giờ em có biểu diễn được một bài khí công ở đây không? Dạ, khí công của em là bài tĩnh nên khá là dễ luyện. Nó giúp cho thông huyết hoặc quyết thôi, nó trong bát đạn cẩm thôi. Là ngồi tại chỗ á. Vậy thôi hả? Chứ mình không có biểu diễn được ở đây hả? Đó, tức là mình đứng tập nên là khí không động là mình tập động tác mà chị. Chị tưởng khí công là cái gì đó, chọt chọt cái cây gì ở đây này, xong rồi làm gãy cái cây giáo luôn á. À không phải hả? Không, rồi, cái đó là sơn đông mãi vỏ. Cái đó là mình biểu diễn rồi chị. Lộc ơi, khoan đi, từ đầu giờ qua chữa bệnh cho mẹ. Em biết bị tổn thương gì tình yêu. Em có thể gọi là bấm huyệt massage cho nó xóa tan đi những muộn phiền trong tình yêu được không? Cái bấm huyệt mà nó chữa lành tình yêu này chắc em chưa học tới. Nói chung là cho nó sảng khoái để quên đi cái vậy thôi. Anh cũng là một người từng yêu chân thành, mối tình nào của anh cũng chân thành nên anh rất quý trọng những người đã dùng cái sự chân thành đó cho cái tình yêu của mình. Khi mình cho đi chân thành thì coi khi có không phải là lúc nào mình cũng được nhận lại, thì đôi lúc người ta không đáp lại được cái tình yêu của mình, đôi lúc là duyên trời nó không có định, thì có thể là em tổn thương, có thể em buồn, có thể là em cảm thấy đơn độc và đôi khi là mệt mỏi. Thì những như vậy mình thường mình chôn mình trong công việc rồi mình làm những cái gì đó để mình quên đi, nhưng không có sao cả, về lâu về dài khi mà cái trải nghiệm của mình đủ và mình gặp đúng một cái người mà thương mình á, thì mọi chuyện nó sẽ tự nhiên, nó thành, nó sẽ tự nhiên rất là thoải mái. À, em chỉ sợ là công việc của anh đi quá nhiều xong rồi anh không có thời gian dành cho bạn gái thôi. Không, thật ra thì công việc anh đi nhiều chỉ là cuối tuần là nhiều, và đó nó thuộc vào cái việc nó đi là vì tùy do cái tâm của mình thôi. Hiện tại thì em làm trong nhà thuốc á, thì là em đang làm quản lý, thì công việc của em á là phải làm ca xoay ca á anh. Có nghĩa là em sẽ làm ca tối, có những một số thời gian em sẽ làm ca tối rất là nhiều, thì không biết là anh có ngại không ha? Cũng không ngại đâu em. Tại vì em đi làm rất là về rất là khuya, 11:30 em về tới nhà lận, đến 12 giờ, mới khi là 12 giờ em mới kiểu như là tắm rửa thay đồ xong em mới nằm ở giường được. Nên là nhiều bạn nam tìm hiểu em thì bạn rất là nản bởi vì không có thời gian gặp em. Nhưng mà em thấy là không phải là không có thời gian gặp em mà bạn không biết chủ động tới tìm em. Có thể là thay vì là cứ phải là hẹn nhau đi ăn đi uống thì bạn đã có thể tới nhà thuốc của em cũng được, thăm em, có thể mua cho em một ly nước cam. Như vậy em cũng thể hiện thấy bạn đang quan tâm và chỉnh chu với em. Em chỉ cần những điều đơn giản như vậy thôi, chứ em không cần quá gì quá cầu kỳ hết. Dạ. Không biết là anh có biết nấu ăn không ạ? Anh chỉ biết ăn chứ không biết nấu. Dạ. Thường anh ăn cơm tiệm gì là chính. Vậy thì anh có giúp kiểu như anh có thể giúp bạn của mình sau này làm việc nhà được không? Chắc chia là sẻ. Được em. Còn không được thì mình làm kinh tế, mình thuê người về làm có sao đâu em. Không, tại vì em nghĩ là làm việc nhà thì hai người cùng tương tác với nhau á, thì cái cảm giác nó sẽ kiểu như nó sẽ đỡ đuổi thân, nó đỡ một con đường. Đúng rồi. Hiểu rồi, thì mình có san sẻ niềm vui thì cái cực mình cũng phải san sẻ với nhau chứ, vậy nó mới trọn vẹn. Dạ đúng rồi. Quan điểm về con trai hay con gái thế nào? Thì nếu được đứa đầu tiên nên là con gái, nhưng mà nếu được thì nên có một đứa con trai, để tại vì anh là đích tôn dòng họ, anh cần một đứa để nói giỏi thôi, còn lại là trai gái đều không quan trọng. Nếu em hỏi giả sử mà em không không có con trai thì sao? Đó, đúng đó. Thì cố gắng có đến lúc có là thôi. Đứa nào cứ gà thì nuôi thôi. Cái này mệt á, cái này là mệt. Cái này là mệt nha. Dạ không, em nghĩ em nuôi nổi. Nhưng mà trai hay gái là do anh đó, không phải do em. Có người đẻ mười mấy đứa đúng chưa ra đó. Không, đến lúc mà hết nổi thì thôi bọn dừng. Về cái sức khỏe của cái người phụ nữ, nhà em là có hai anh em, nhưng thực ra là em gái của em mất rồi, nên nhà rất là hiu quạnh. Khi mà em lập gia đình á, em không muốn chỉ là đẻ chỉ có hai con, em muốn từ 3 đến 4. Rồi vậy mình cho ta gẹt đi, đến đứa thứ tư không có con trai thì thôi ngưng. Được rồi. Ừ ha, mình thống nhất vậy nha. Chứ đừng có bắt người ta đẻ tới chừng nào có con trai không, tội nghiệp người ta lắm. Trời ơi, em thấy chị không, chị đẻ con trai chị thầy lầy gì nè. Phụ nữ tội nghiệp lắm. Nhưng mà em đẻ mang thai 9 tháng 10 ngày thôi.
Đó, từ bên đây chỉ sinh hai thôi. Em chỉ sinh hai đứa thôi, dù trai hay gái thì em vẫn chỉ sinh hai đứa đó. Thôi ạ. Rồi sao, thống nhất, cái này phải thống nhất nha. Để mai mốt về rồi các bạn cãi nhau, các bạn đổ thừa trong mai bà mối à. Em thấy cái vấn đề cháu đích tôn nó thực ra nó cũng không có quan trọng. Tại vì ba em cũng là cho con trai trưởng và cháu đích tôn. Ba với mẹ em cũng rất là hạnh phúc, chứ không phải vấn đề trai gái gì ở đây cả. Tôi nè, hai đứa con gái cũng hạnh phúc vậy. Giờ qua mình đã thông, mình xoa bóp đó, mình nãy giờ người ta là thoải mái đi nào, đâu chỗ tài đi. Người ta hơi căng thẳng rồi đó. Em cứ thả lỏng hai tay. Thả lỏng hai tay ra, quay phía trước coi nào. Đó, em nhìn thẳng phía trước lên ha. Bấm quyệt đi. Tơi không em? Phải cái vai bên đây và cái cổ bên đây hay bị mỏi không? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Nó rờ vô một cái là nó biết bên nào mỏi hơn bên nào rồi. Bé nhẹ nhẹ, chừng bé nó đứng luôn bên luôn ha. Thắt lưng thì không đến nổi. Rồi, thả lỏng ha. Lỏng, 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 rồi lỏng. Đừng lỏng. Rớt ra mệt lắm. Rồi, xoay, lỏng. Thả lỏng nha, thả lỏng nha. Lỏng, 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 lỏng. Rồi, em ngã cổ hết ra phía sau mình. Đó, có thể, cái này có thể đứng lên được không? Để hai tay sẽ cổ, đang ngón tay lại. Đang ngón tay lại. Ừ, ok. Rồi, thả lỏng ha. Hít, thở. Hít, thở, hít, thở. Rồi, giữ luôn, giữ luôn. Hít, thở, hít, giữ luôn, thở, thở, nín, thở. Rồi, hít, thở, hít, thở. Tốt, tốt. Rồi, xoay cổ lại. Dễ không? Dạ rồi. Ok, rồi được rồi. Khỏe không, khỏe không? Dạ, con đỡ, rất là đỡ, rất là đỡ mọi người. Trời ơi, hay quá à. Em ơi, em có điều trị tại nhà hay là như thế nào không? Để chị dạ đe, chị chở má chị qua. Để tôi lo, để tôi trị cho. Đứng đây tôi bẻ cho. Hít, thở, nín, thở. Về đi. Tôi trị là vậy đó. Chúng ta sẽ bắt đầu quyết định bằng trái tim của mình. Mỗi bên nhắm mắt lại, kiểm tra lại. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Hồng Lộc nói là bấm ngay luôn. Hồng Lộc suy nghĩ rất kỹ nha. Anh thấy là Hồng Lộc là suy nghĩ rất kỹ luôn. Nhắm mắt lại, kiểm tra rất kỹ. Nào, nắm tay nhau. Không phải bắt tay nữa đây nè, vậy nè. Vậy nè, mình đưa cái tay kia. Mình đang tay vào nhau. Ông yêu đơn phương không mà ông nắm không biết gì hết. Có ba cô bạn gái ở đây à, có mẹ của mình ở đây. Mình hứa với người lớn gì đi à, hôm nay có bác và có mẹ con. Rồi có tất cả khán giả, có anh Linh, chị Lan. Em xin phép là được tìm hiểu. Và sau thời gian tìm hiểu, nếu mà hợp á, thì cho hai đứa con tiến hành kết hôn. Nếu bác thấy thì sao thì cứ cho con xin ý kiến nha. Tình yêu thì nó bất chợt thôi, nhưng mà cái quá trình tìm hiểu á, trong vài tháng thì mới là điều quan trọng. Ngày xưa bác yêu cũng vậy thôi, hãy tìm hiểu đó. Dạ. Vâng, xin cảm ơn. Xưa thầy cũng giống như các con, mài đũng quần 12 năm thầy phải học phổ thông đó các con. Một năm thầy phải ở lại lớp 1 nó là 13 năm. Dạy ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Khoảng 8 năm rồi ạ. 8 năm rồi? Dạ. Thầy dạy cấp mấy? Ngày xưa thì em dạy cấp 3, sau đó em bây giờ mới chuyển xuống cấp 2 ạ. Rồi chừng nào thầy xuống cấp 1? Không, cấp 1 chắc là em không đủ. Dạ, chờ. Dạ. Em ngưỡng mộ thầy quá, em không thể chịu đựng nổi. Đáng lẽ là chưa có tới cái giờ quay mặt mà em phải qua quay mặt thầy. Dạ, thầy học thì cũng ở lại học, mà thầy dạy thầy cũng bị tụt thấp. Dạ. Thôi bây giờ mình sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem họ có đồng điệu với nhau được hay không, có chọn nhau hay không. Hả Mang? Rồi xin mời bạn trai. À, xin chào quý vị khán giả. À, chào anh Quyền Linh. Chào anh. Mời anh ngồi. Anh tên là gì? Em tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn ạ. Nguyễn Anh Tuấn? Dạ.
Vâng. Rồi, anh chào xíu con người kia, tên gì? Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Huyền Linh và em chào các bạn khán giả của trường ngày hôm nay ạ. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hiệp ạ. Hiện tại em đang làm nhân sự trong công ty may ở quận 12 ạ. Rồi anh ơi, anh bao nhiêu tuổi, làm việc ở đâu vậy? Cái khai sinh là em sinh năm 1982, nhưng thực ra ngoài đời của em là sinh năm 81. Em hay trêu đùa với học sinh là thầy phải khai trong giấy khai sinh là sinh năm 81 là bởi vì hồi xưa thầy cũng giống như các con, mài đúng quần 12 năm thì phải học phổ thông đó các con. Một năm thầy phải ở lại lớp 1 nó là 13 năm. 3 năm thầy ôn thi đại học nữa là bao nhiêu ạ? Là 16 năm, 4 năm thầy học trên giảng đường Đại học Vinh của Nghệ An nữa là 20 năm. Bây giờ thầy 34 tuổi. Bây giờ cuối cùng là thầy đang dạy học phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, nhờ em nhờ thầy vắn tắt giùm em tí xíu ạ. Dạ. Nãy giờ bạn cảm giác thấy như thế nào? Dạ, em thấy anh này hơi nói nhiều tí. Nói nhiều? Dạ. Nhưng đó, mà cũng dễ thương. Dễ thương hả? Trời ơi, dễ thương chỗ nào? Qua cái cách nói chuyện anh này cũng hài hước. Thầy nhưng mà vui tính như vậy, sinh viên mừng lắm. Hình như cái ưu điểm của bạn là kiên nhẫn đúng không? Dạ, em thì nói chung là có quyết tâm cao và kiên nhẫn trong mọi tình huống. Chứ còn nãy giờ tôi thấy tôi mệt rồi đó, tôi không có đủ kiên nhẫn rồi đó. Vậy còn khuyết điểm của mình là gì? Em thì khuyết điểm em thì hơi nóng tính. Nóng tính? Dạ. Thầy dạy ở thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Khoảng 8 năm rồi ạ. 8 năm rồi? Dạ. Thầy dạy cấp mấy? Ngày xưa thì em dạy cấp 3, sau đó anh bây giờ mới chuyển xuống cấp 2 ạ. Rồi chừng nào thầy xuống cấp 1? Không, cấp 1 chắc là em không đủ. Dạ, chào chị. Em ngưỡng mộ thầy quá, em không thể chịu đựng nổi. Đáng lẽ là chưa có tới cái giờ quay mặt này, em phải qua quay mặt thầy. Dạ, thầy học thì cũng ở lại học, mà thầy dạy thầy cũng bị tụt thấp. Dạ. Đó có phải lý do của nó, vì dạ, tính em thật quá mà người ta nói thật thà thì ăn cháo, mà bố láo thì ăn cơm. Em không có là đúng. Thế thầy ăn cơm hay ăn cháo? Em ăn cháo. Vậy hôm nay thầy đến đây là quyết chí lấy vợ hay sao thầy? Dạ đúng rồi, bố mẹ em hối em nhiều quá nên em... Bố mẹ hối chứ thầy chưa muốn hả? Không, cũng muốn á. Dạ cảm ơn thầy. Trời, cảm... trời ơi trời. Ô, mặt cũng dễ thương mà sao ngộ vậy ta? Chi ngộ? Tao rất ấn tượng đó. Vậy giờ mình có đặt ra cái chuẩn cái người đàn ông mình muốn là như thế nào không? Dạ, em thì muốn cái người đó là mạnh mẽ tí, biết quan tâm, chăm sóc. Nói chung là nhường nhịn em tí, bởi vì cái tính em hơi nóng. Nhưng những lúc em nóng thì anh đó hơi dịu một tí là được rồi chị. Rồi có cái điểm nào mà bạn không thích về người đàn ông của mình? Dạ, em không thích là nói nhiều. Bởi vì em thì... cái tính em ít nói, em cũng không muốn nói nhiều. Mà nói nhiều thì em nổi điên là em cũng nói nhiều luôn là chết. Nãy giờ nổi điên chưa? Dạ chưa, đang kiềm chế. Đang kiềm chế hả? Dạ. Bên đây ta đang kiềm chế đó nha thầy ơi. Anh có biết ưu điểm của anh là gì không? Ưu điểm của em thì cũng ít thôi, cũng chịu thương, chịu khó. Em có trách nhiệm với gia đình. Em chỉ có nấy ưu điểm thôi. Dạ. Không có khuyết điểm hả? Khuyết điểm thì nhiều quá, cả trang 200-300 giấy cũng có. Từ ái là cái khuyết điểm lớn nhất của em á. Còn khuyết điểm gì nữa, nói một vài khuyết điểm nữa coi. Để em nhớ lại coi, nhiều lắm em nhớ không nổi. Ngày xưa em cũng hay lăng nhăng, bây giờ em không lăng nhăng nữa. Bây giờ em lo em lấy vợ, bố mà em hối em nhiều quá. Thầy ơi thầy, nhưng mà hôm nay thầy đi đến đây là có học trò thầy đi theo không thầy? Còn có hai đồng nghiệp của em ở ngồi dưới nè chị ơi. Bây giờ nè, thì cảm nhận thế nào về anh chàng bên kia? Em chưa thấy mặt nhưng mà em cảm nhận anh này dễ thương lắm á. Dạ chắc dễ thương lắm đấy. Nhưng mà hơi lăng nhăng tí thôi. Dạ không sao, gì em kỳ. Ở trường anh có dễ thương, có vui gì không vậy? Em cảm nhận là sau bao nhiêu năm công tác thì anh Tuấn là một người sống rất là có trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Anh nói nhiều nhưng mà thật ra không phải như vậy đâu. Anh sống rất là biết quan tâm đến mọi người. Dạ. Nhưng mà ở trường có ai để ý với anh Tuấn không? Dạ, thầy Tuấn thì được rất là nhiều học sinh thương yêu, cũng giống như là đồng nghiệp cũng là thương yêu và giúp đỡ rất là nhiều. À, cảm ơn chị. Chị thấy cô này như thế nào? Có hợp với thầy Tuấn không? Dạ,
bản thân Quỳnh cảm nhận á, Tuấn thì Quỳnh thấy chị bên này á, làm nhân sự thì mình nghĩ là chị cũng tâm lý và cũng là một người có trách nhiệm, cũng đạo đức giống như những gì mà Tuấn đề ra, thì Quỳnh nghĩ là Tuấn cứ thử nhìn mặt rồi Tuấn quyết định là quỷ của Tuấn. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ trước khi xem mặt á, tôi cũng có một vài nói điều nói với thầy. Tiếp xúc với thầy á, luôn tạo cái niềm vui cho người đối diện. Ha, tôi nam mà tôi còn cảm giác như vậy. Nhưng mà mình hạn chế những cái gì quá thật đi. Đôi khi nó thật, nó trần trụi quá là đó, nó cũng là không là hay. Không phải không hay mà nó hại đến bản thân mình. Thầy biết không? Dạ biết. Thầy biết hại rồi sao thầy còn nói chi hoài vậy? Đôi khi là có tài có tật của thầy ha. Dạ dạ. Rồi ok, mình sẽ kéo màn lên. Nếu mà không có nhờ chị ở dưới nói á, thì là nãy giờ chị cũng đang hoang mang lắm. Chị không biết có nên mai mối cho em cái người thầy ngồi bên kia hay không. Dạ. Nhưng mà khi nghe đồng nghiệp của thầy Tuấn đây nói thì mình cũng phần nào thôi mình phải coi lại ha. Nhiều khi chỉ là vài câu xã giao thì mình cũng chưa thể nào nhận định một con người được. Có thể bên ngoài thầy vậy nhưng bên trong thầy cũng yếu đuối, thầy cũng khao khát tình yêu lắm. Bây giờ mình coi mặt nha. Rồi kéo màn lên. Em ngâm cứu. Ngâm cứu. Chúng ta có 2 phút gặp nhau để nói chuyện thầy ha. 2 phút bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Đầu tiên anh cảm nhận về em như thế nào? Cũng thấy cũng bình thường. Dạ. Bình thường là như vậy. Tiêu chuẩn về người bạn gái của anh như vậy, anh thấy em có cái tiêu chuẩn gì nằm ở trong đó hay không? Cũng được 80%. Bạn cảm nhận mình thế nào? Anh hả? Cũng đẹp trai, cũng dễ thương. Cảm ơn. Lỗi khán giả nha, trong trường học sinh là chào bằng câu chúng con kính chào thầy Tuấn, hot boy đẹp trai xì tin cu te. Anh chỉ nói giỡn thôi chứ không phải ý. Thôi 2 phút hết rồi à, con chuồn này. Chưa, mới có 1 phút mà. Ta nói à, giờ anh nói đi. Em nói nãy giờ. Không nói gì cổ thôi, nói riêng gì cổ thôi. Lấy nhau về làm gì rồi á, tiền bạc ai giữ thì nói hết luôn đi. Lấy nhau về rồi sẽ đẻ con. Rồi tiền bạc thì ai giữ thì không quan trọng. Quan trọng là lúc bố mẹ ốm đau, chồng mình cũng phải có ít tiền mà mới đi thăm bố mẹ. Lương em bây giờ làm 5 triệu em đưa 3 triệu thôi, còn 2 triệu để em xài. Không có đưa là được rồi anh. Anh nhìn thẳng vô mắt cổ anh nói thử, tiếng thử anh yêu em thử coi được không. Xin lỗi anh Linh, cái câu này anh chưa nói với ai bao giờ anh Linh ơi. Nói thử là có cảm giác sao? Nói thử thôi. 2, 3. Thôi mình thích bạn đi. Đổi đi chứ anh yêu em nó nghe nghe nó kỳ lắm. Thôi anh Linh ơi, hết đời rồi. Như anh gặp em anh khóc hay sao? Nói nhiều lắm mà sao cuối cùng cái chuyện giờ ta cho nói không chịu nói vậy trời. Không phải. Chị vẫn không hiểu. Em thật ra là em rất ít nói. Người khác khui ra thì em nói được. Bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ kỹ và quyết định có đồng ý nhấn nút để hẹn hò với nhau hay không. 1. Từ đợi xíu. Suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý để quyết định nhấn nút để hẹn hò với nhau hay không. Nhấn nút có nghĩa là đồng ý, mà không nhấn nút là không đồng ý. 2 3. Hết thời gian. Lý do tại sao thầy không đồng ý hẹn hò với bạn nữ bên kia? Em nhìn thấy thích thì em với nhấn nút à. Mà em nhìn thấy không thích lắm nên là... Tại sao không thích lắm? Lý do tại sao người ta dễ thương vậy mà? Thì dễ thương là một chuyện, phải nhìn mới thích với sáp vào nhau được chứ không... không thích sáp vào nhau khó chịu lắm. Thế còn bạn, tại sao bạn lại không đồng ý nhấn nút chọn thầy? Dạ, bởi vì em thấy giữa tính cách của em với thầy không có hợp với em. Nên em cũng hy vọng là ảnh cũng giống như là người bạn vậy đó. Dù sao thì chương trình cũng chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình ở đâu đó. Dạ. Trong nay mai. Dạ. Dạ. Chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Rất mong được gặp lại. Chưa bắt tay anh mà chưa cảm ơn anh. Bây giờ mới được có điều kiện, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Chúng ta còn nhiều dịp để nói chuyện nữa. Dạ, dạ. Tôi rất muốn gặp anh để nói chuyện nhiều hơn. Mà em cảm ơn anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường nhiều. Rồi, dạ. Cảm ơn khán giả rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Thì ngồi xuống tôi giải quyết, ngồi xuống. Con ngồi xuống không? Con ở đâu vô? Dạ, ở Huế. Ở Huế? Dạ. Con
đang ở với ai trong đây? Dạ ở bên nhà của cô. Ở nhà của cô? Dạ. Cô làm gì cô có quyền, ở nhà cô có quyền, còn ở đây là chương trình bạn muốn hẹn hò, ai cũng có quyền đăng ký tham gia, đừng lấy chuyện nhà làm chuyện chung. Chuyện nào là chuyện đó, quanh kia được giải quyết nha. Thôi Nhân Viên, thôi không được. Con quanh kia, quanh kia, quanh kia. Cái gì vậy? Bữa nay giải quyết rồi. Quanh kia, quanh kia. Qua đây. Chương trình nó đang tự nhiên đuổi con cháu tao về, để tôi lo bên đây cho. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Ui. Đi đâu vậy con? Đi gì con? Con đi hẹn hò cô. Rồi ở nhà ai coi chừng nhà? Trời đất ơi, chuyện gì vậy? Chuyện con của em hả? Thôi, đi xuống. Con không có hẹn cái gì ở đây hết trơn á. Trời đất ơi. Ê, đừng có đuổi người ta gì vậy? Không có được, anh không có được, đuổi đi. Cái gì vậy? Chơi đuổi. Hả, cái này cháu của em. Hả? Cháu của em. Cháu thì cháu chứ ngồi xuống đó, để tôi giải quyết. Ngồi xuống. Em đâu có hẹn hò. Ngồi qua đây. Không có được, trời đất ơi má. Không được, gia đình của nó gửi vô em. Ngồi xuống, ngồi em xuống. Chỉ là mai mối cho người ngoài thôi. Thì ngồi xuống tôi giải quyết, ngồi xuống. Con ngồi xuống thôi. Con ở đâu vô? Dạ ở Huế. Ở Huế? Dạ. Con đang ở với ai trong đây? Dạ ở bên nhà của cô. Ở nhà của cô? Dạ. Cô làm gì cô có quyền, ở nhà cô có quyền, còn ở đây là chương trình bạn muốn hẹn hò, ai cũng có quyền đăng ký tham gia, đừng lấy chuyện nhà làm chuyện chung. Chuyện nào là chuyện đó, quanh kia được tôi giải quyết nha. Thôi Nhân Viên, thôi không được. Con quanh kia, quanh kia, quanh kia. Cái gì vậy? Bữa nay giải quyết rồi. Quanh kia, quanh kia. Qua đây. Chương trình nó đang tự nhiên đuổi con cháu tao về, để tôi lo bên đây cho. Chú chào con. Dạ con chào chú. Con nhiêu tuổi? Dạ năm nay 24 tuổi. 24 tuổi hả? Dạ. Tên gì? Thương Hoài. Thương Hoài. Bên đây Thương Hoài 24 tuổi nha. Ủa mà cháu nữa mà. Rồi anh tự làm mai mình anh luôn đi, làm mai với ai? Làm mai chàng trai. Chàng trai đâu? Kêu chàng trai ra đây. Giờ tôi không kêu. Chàng trai đâu xuất hiện? Bên kia là cái ghế kia kìa. Cái ghế của tôi. Ở quên ghế của anh Huyền Linh. Xin chào chương trình, xin chào các bạn. Mình tên Thành Luân, mình đến từ Bình Phước. Mình đang làm công việc ở gara sửa xe ô tô quận 7. Ủa, chưa hỏi gì hết trơn mà. Thôi tự em giới thiệu luôn. Giờ sao giờ là con hay em? Mời con ngồi hay mời em ngồi? Bên kia cháu cô. Dạ thôi mời con ngay. Con á, vậy mời con ngồi. Thôi bây giờ nè, chú Quỳnh Linh hỏi nha. Dạ. Con vô đây ở với cô Cát Tường. Dạ. Con làm gì? Dạ, con đi học nghề tóc vì nail. Sao con có 23 tuổi mà con đi kiếm bạn gái, kiếm vợ làm chi vậy? Nói chung là môi trường mà xung quanh cạn kiệt phụ nữ nên... Cái gì? Sao? Cái gì? Nói cái gì vậy? Môi trường xung quanh cạn kiệt phụ nữ, ai nói câu đó? Phụ nữ quá trời cạn kiệt đâu ra? Cạn kiệt là sao? Là do cái công việc của em là lúc nào cũng nằm trong xe hết, không bao giờ ra ngoài nên cũng ít tiếp xúc với phụ nữ. Nằm trong xe là sao, nói rõ hơn. Là em là thợ máy, em sửa xe không à. Không lẽ sửa cả ngày cả đêm, có thời gian nào riêng cho mình? Thời gian đêm thì lúc đó thì lúc mệt mỏi rồi thì chỉ có đi ăn tối xong về ra quán cà phê ngồi xong rồi đi về ngủ thôi chứ. Vậy bây giờ nếu mà có bạn gái thì thời gian nào dành cho bạn gái? Thì khi mình có bạn gái thì tất nhiên mình phải dành một cái niềm vui nào đó cho bạn gái để mình tiến theo đường xa hơn nữa nhé. Vui gì nói thử cô nghe vui không? Ví dụ như tối dắt đi uống nước, dẫn đi hồ đá chơi. Đó. Con nghe bạn Lương Minh nói kia nói chưa? Rủ bạn về bạn dẫn đi hồ cá chứ nằm trong xe hoài con thích. Dạ đi hồ cả thì con không thích, đi công viên ngắm chó thì được. Trời, sở thích gì kỳ lạ vậy? Dạ thì con thích chó lắm chú. Con thích chó hả? Dạ. Bây giờ nè, bên đây á sở thích là dắt đi công viên ngắm chó. Bên kia sở thích là gì, có thể cho biết được không nhỉ? Sở thích của em thì em được thích ngắm gái xinh. Ngắm gì? Ngắm gái xinh. Ngắm gái xinh trời ơi. Dạ. Bên quên thích ngắm chó, bên thích ngắm gái. Nhưng mà hầu như mỗi lần em ngắm là đều bị mắng vốn. Là sao? Tại sao bị mắng vốn? Tại vì ở gara em là khu chung cư mà mỗi lần chiều đến về là toàn những cô có chồng ngang không à. Còn mỗi lần ngắm là mấy cô để ý, mà để ý xong rồi họp dân phố lại là ra mét gara em. Trời đất ơi. Dòm sao cũng... Dòm cái gì mà đến mức mà phải ra họp dân phố? Nói chung là mình không có dòm gì nhiều, chỉ đi ngang thấy xinh ồ lên xong bắt đầu ra rủ thêm mấy người trong làm chung cùng ô. Dạ cùng ô. Vậy là đi họp dân phố đó hả? Dạ.
Gây rối trật tự. Gây rối trật tự, phá rối chị em phụ nữ xung quanh. Nói vậy là xạo. Nói vậy là xạo. Có phải là làm cái gì người ta chứ tự nhiên nhìn không là ồ cái mắt mới gì đâu. Vậy là kể chưa thành thật. Thành thật đi. Này, thành thật thì em thì sửa xe á, có nhiều lúc mà chui dưới gầm xe á, rồi những chị phụ nữ mà à, chiều đi. Đúng rồi. Cái đó. Phải hợp đổi dân phố chứ, đúng không quý vị? Rồi. Có đôi lúc mình chỉ vô tình thôi chứ mình không cố ý. Vô tình mà còn kêu nhiều người mà cái bằng vô tình. Không này, bữa nay tới đây được là mai đó. Tưởng đâu mặt mày bầm tím đi không nổi tới đây rồi đó. Rồi vậy bây giờ em thích những cái ưu điểm gì của người bạn gái tương lai của mình? Em thì em thích người phụ nữ khuôn mặt dễ thương, nói chuyện dễ thương. Và thứ nhất là em thích gái có vỏ. Chi vậy? Tại vì những cái lúc làm mệt về đôi khi cũng muốn kiếm một người nào đó để đấu vỏ, để xả stress. Sở thích lạ lùng vậy. Nãy giờ em nghe tiếng bạn nữ bên đó thì em đã thích rồi. Cùng miền Trung với em. À vậy hả? Dạ. Nói chung với chị là nãy giờ em muốn dở màn lắm mà chưa có cơ hội để dở màn. Ai cho dở, ai cho dở. Trời ơi, chưa gì đòi dở rồi. Bây giờ chú lên hỏi con nè. Dạ. Mẫu người yêu của con thế nào? Dạ mà nếu được thì có rau quen nón hay là lụa lông tiên hay là răng khỉn. Căm trẻ càng tốt. Đâu cười cô coi coi con. Em chẳng có những gì của bạn gái đó. Thì đó là nếu được thôi cho con. Đúng rồi, muốn người yêu của con là đừng đòi hỏi hôn quá. Muốn người yêu mình đừng đòi hỏi hôn quá. Nói chung đừng có ép. Tức tự động con sẽ hôn đúng không? Giống như con khi nào mà hôn mà con thấy cảm thấy thì cảm thấy cảm xúc dâng trào thì con sẽ hôn. Bên kia yêu có đòi hôn không? Dạ có. Quá, em qua coi trước nè, anh coi trước nè. Có gì đâu coi. Thôi quên hết. Ngày nào không coi, không coi gì nữa. Thôi để anh coi. Coi thôi, anh bên này làm sao mà cứ nằm với coi người ta hoài. Được, đẹp trai. Sao, cô chịu không? Nhỏ hơn, lớn hơn con, tuổi con chịu không? Dạ chịu. Chắc chắn chịu không? Dạ chắc chắn. Thề đi. Thề. Thề sao? Thề cái người đó có lớn hơn 1-2 tuổi cũng chịu. Do với nó khiến dễ thương quá. Cho nó thấy mặt nó tưởng nó đẹp như cô Cát Tường vậy đó. Trời ơi. Bên kia có đồng tiền. Dạ. Trẻ cô Cát Tường nhiều. Tóm lại là nếu con là cháu chú cũng chịu thế con á. Dạ. Được á. Dạ. Nhưng mà có tật đừng có nhìn người ta mặt mấy, đừng nhìn nữa nha. Thề không? Thề. Thầy để con kia nghe đi, sao bỏ không nhìn sao, thầy đi. Xin thề với bạn gái đó, nếu mà sau này có xảy ra tình trạng đó chắc không dòm nữa đâu, dòm bạn gái thôi. Được, cắm mày à. Bây giờ con nghe cho con. Dạ. Tùy con nha, chú biết nha. Thôi, tôi bỏ tay rồi. Đừng có thừa chú nha. Rồi, kéo màn lên. Chú này chú hồi hộp thôi. Không được chắc cô Cát Tường chửi chú chắc nát luôn á. Vô nhìn tự đi. Giới thiệu giờ tự xây ghế nhìn luôn đi chứ còn gì nữa. Bạn tới từ từ. Đừng có nhìn. Nhìn thấy được chưa? Dạ thấy tắt bính là rất ok rồi á. Tắt bính ok hả? Dạ. Cho em giỡn mặt đi. Bạn muốn vợ lắm rồi nè. Dạ, đó, chào đi. Anh chào anh bạn em gái. Sao? Dạ anh thấy em sao? Chưa gì kêu bạn gái rồi. Anh thấy em sao? Em thì rất là dễ thương. Có mấy lúc còn tiền. Ra Huế bao giờ chưa? Mình chỉ mới ra tới Quảng Nam mà chưa ra tới Huế. Có tỉnh ra Huế không? Thì hy vọng là trong tương lai chắc sẽ ra. Nếu được chắc tháng sau cũng ra. Còn một phút nữa nói tiếp đi. Mình cao mệt mấy? Mình cao 1m74. Không cần mình đứng cho mình bạn coi. Anh có thân mẹ trong gia đình? Mình là con cả trong gia đình. Mình còn một đứa em trai nay đang học 12. Một đứa em gái này đang học lớp 1. Em không thích con trưởng cho lắm. Con trưởng như con thứ rồi. Nhưng mà em bị lé. Tại vì ở nhà em của anh nó nắm quyền hết. Dạ anh còn quyền như vậy hả? Vậy còn nghe lời mẹ không? Mẹ thì tất nhiên phải nghe rồi. Mẹ là người trên nhất mà. Nghe lời mẹ để bỏ vợ hả? Không, lúc đó để cho mẹ với vợ tự xử đi.
Nhưng mà mình cũng hy vọng là khi mà bạn thương mình thì về, về chắc chắn bạn sẽ thương mẹ mình. Tại vì mẹ mình rất là dễ thương. Rồi hết chưa? Rồi chúng ta có 3 khắc để xem ai sẽ là người bấm nút và ai người không bấm nút, hay là hai người đều bấm nút. Chuẩn bị. 1. Hai. Tôi mệt rồi nha. Kia đầu chắc ký con gái hoài. 3. Hư rồi anh ơi. Chưa bấm gì nữa, nó hư rồi. Sao? Dạ. Bạn nữ bấm rồi đó. Bạn nữ bấm em cũng bấm rồi. Bạn hiện nay cảm giác sung sướng thế nào? Nói chung là tuyệt vời luôn, tối giờ em mất ngủ lắm luôn rồi. Chung là nãy giờ chỉ có điểm là được cái thiệt tình. Rồi, hai người có thể nắm tay ôm nhau thật chặt. Không vậy được không? Dạ, mai một rồi cho nằm thịt ngón. Một ok cho nó hết ngón, ok luôn. Rồi, hai bạn chờ chúng ta sẽ quay số may mắn. Chào em. Dạ em chào anh. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh có món quà. Dạ em cảm ơn anh. Ngại quá. Hôm nay tới em có mang gì hết. Em ngồi đây. Dạ. Mang em tới là được rồi. Xin mời chàng trai. Chào bạn. Chào anh. À, đi đâu bạn cũng xách theo cây đàn guitar nữa hả? Đúng anh. Wow. Bạn tên là gì? Em tên Võ Thành Vĩnh, năm nay em 32 tuổi. Em là nhân viên kỹ thuật bảo hành Nokia. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Rất là nhỏ nhắn, rất là xinh xắn. Em tên gì? Dạ em tên là Hồng Ân. Dạ năm nay em 24 tuổi. Em là nhân viên văn phòng. Công việc chính của em là làm với tổng giám đốc công ty, giống trợ lý cho sếp vậy. Bạn đẹp trai, sửa điện thoại, rất nhiều cô gái đến sửa. Thậm chí cầm điện thoại xong bấm giả bộ bấm số mình để lấy số người khác nữa. Tại sao, lý do gì đến nay vẫn còn thế? Thứ nhất em hiền quá. Với lại em cũng nhát gái. Có gì có mối tình nào chưa? Có mấy hai mối tình. Hai mối tình mà nó nhắc gái. Tại sao bạn lại chơi đi đâu cũng xách cái guitar này? Bởi vì em có một mình, thành thử cái đàn đó là giải trí mà. Giải trí? Dạ. Bạn thử chơi một bài hát nào đó. Em sẽ trình bày cái bài hát Một Quả Đi Về của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Rồi. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lăn quăn cho đời mỏi mệt, chân hai vai ta đôi vai nhợt nguyền. Lại lên sân khấu mà hát lại nó kỳ lắm. Cầm lên cái đàn nó thấy rộn ràng hơn nữa. Thầy thí dụ tôi cầm cái đàn lên cho bạn coi nè. Cầm lên phải làm được không? Không em sao nói được, ngoài sao nói được. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lên khoai. Đấy, mình phải tạo không khí liền, cầm cái đàn là phải. Nếu mà tính muốn mà cô nào là cầm đàn phải lên không khí vậy liền. Là cái này á, là con mới như là cầm cái đàn lấy le thôi. Trời ơi, khổ ghê. Tôi biết có nhiêu đó thôi đó. Ý quên cũng biết hơi nhiều. Nè, bây giờ để tôi hỏi bạn gái của tôi nè. Bạn gái tôi rất là xinh xắn rồi, nãy giờ chưa nói được câu nào nè. Dạ. Bây giờ chị vẫn lặp lại câu nói cũ của chị là chị không thể nào tin được em như vậy, mà em không có bạn trai là chị vô lý vô cùng. Hiện tại thì em nghĩ là mình còn nhiều mục tiêu, thì cái đó em nghĩ cứ từ từ. Cứ từ từ vậy, bữa nay tới đây làm chi? Hồi Tết có về quê thì mẹ mở cho coi được một lần, đó là lần đầu tiên em biết tới chương trình này. Hôm nay có mẹ em đi ủng hộ không? Dạ mẹ em bận việc nên là không có tham gia được, thì có em gái. Vậy hả? Em gái dạ. Em đâu? Em gái em ngồi dưới đó. Đâu đứng lên cho xem cái coi. Rồi xin hỏi bạn ta bên đây mình chi là có em gái đi cổ vũ. Bạn có ai cổ vũ không? Có mẹ. Mẹ đi nữa. Trời dữ vậy. Mẹ bằng đâu? Dạ đây ạ. À, chào bác ạ.
Lý do tại sao nay bác đi cổ vũ cho con trai của mình? Cháu nó ở nhà đó thì cũng lâu rồi tìm bạn gái chưa có ra. Ra mẹ đi cổ vũ cho con và động viên con là nên đăng ký chương trình này. Dạ, cảm ơn bác rất nhiều. Tiêu chuẩn của bạn chọn một người bạn gái như thế nào? Thứ nhất phải đạo đức, lễ phép, hiền lành, dễ thương, biết nấu ăn. Chiều cao? Chiều cao thì từ 1m57 đến 1m67. Nếu mà bạn gái bạn đi hoài, suốt ngày cứ đi theo làm trợ lý tổng đốc hoài, không có thời gian chăm sóc bạn thì bạn nghĩ sao? Đôi khi mình cũng ghen chứ, đúng không? À, cái này... Bạn có ghen không? À, chú Linh ơi, cho con xí. Dạ, chú Linh ơi. Rồi xí. Đâu có đi theo sếp đâu, chỉ không. Là làm việc cho sếp đi thôi, đặt tới chỗ là sếp tự đi, có không có đi theo. Sếp, chăm sóc sếp nhiều quá, không có chăm sóc người yêu mình cũng tức chứ. Thì riêng em thì em thích cái mẫu người bạn trai của em như thế nào? Em chỉ mong muốn ở cái tâm người ta thôi, một chút nào đó rồi có đạo đức, rồi biết suy nghĩ, biết lo lắng cho gia đình, biết kính trên nhường dưới. À, cô ơi cô cho con hỏi cô một câu nữa nghe cô. Thì bây giờ theo cô là cô cảm nhận như thế nào về người bạn gái ngày hôm nay? À, em á cũng rất là dễ thương và tính tình cũng cô rất thích. Có nghĩa là cô là thích rồi đó. Bây giờ hãy hai người gặp mặt coi sao, phải không? Dạ, cảm ơn cô. Cô rất là con cảm ơn rất nhiều. Rất là hồi hộp và chị xem giùm cho em. Dạ. À, mẹ bạn ấy thì thích rồi mà bạn ấy có thích hay không? Ha, coi bạn này có đủ chuẩn của em. 1m57, 67. Em cao mét bao nhiêu? 1m67. Người 1m67 rồi, tao mang đôi giày ăn tất nữa là 1m77 rồi, cao em luôn cái đầu rồi sao? Em đổi em đeo nhói. Hy vọng là hôm nay là hai mẹ con về sẽ thu hoạch được chiến lợi phẩm. Nói cái gì vậy? Cái gì chiến lợi phẩm? Chiến lợi phẩm. Thôi gì bả nhìn vô cái gì. Chào con. Dạ, con chào chú. Bây giờ con đưa ra điều kiện, chú thấy bên đây được hết á con ha. Cô bên kia kìa, cổ khó lắm. Chứ con thấy, chú thấy con dễ hơn cổ nhiều á. Khó là anh mong muốn tìm được cái người bạn trai tốt cho bạn gái bên này thôi. Rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút gặp nhau, trực tiếp trao đổi với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào em. Dạ em chào anh. Lần đầu tiên anh gặp em thì anh có món quà. Dạ em cảm ơn anh. Ngại quá, hôm nay tới em có mang gì hết. Em ngồi. Dạ. Em mang em tới là rồi. Qua cái chương trình này thì anh rất mong muốn là sẽ hẹn gặp em. Dạ em cảm ơn anh. Em biết ý em thế nào đấy. Em run quá. Không biết nói gì hết. Ráng đi con. Ráng sao đi chú Linh? Chú ráng nó khác, con ráng nó khác chứ. Mỗi ngày em đi làm là khoảng mấy giờ em về? Dạ, công ty em làm từ 8 giờ tới 4 giờ rưỡi. Vậy là khoảng sau khoảng thời gian đó thì em rảnh? Dạ không, tại em cũng học liên thông nên đa số buổi tối em đi học. Cuối tuần thì chắc chắn em sẽ rảnh chứ đúng không? Dạ cũng còn tùy nữa anh ơi. Tùy hả? Dạ. Nào không có lúc nào cho anh hết trơn, nãy giờ ý là hỏi chính đại em có thời gian đi với anh không? Biểu hỏi người ta rảnh không thì người ta kể. Còn nhanh lên, còn có 10 giây nữa nè. Lẹ lên. Hết giờ. Trời, cơ hội không có đến nhiều lần đâu thiệt á. Con sao vậy? Ủa tôi bên em sao vậy? Giờ mời hai bạn đặt tay ra sau thành ghế và chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Nếu đồng ý các bạn hãy nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 3 tiếng rồi. Hết giờ, đứng lên, xin mời. Ủa là sao vậy anh Linh? Hả? Dù gì em thấy nó lạ. Là sao ai biết là sao bây giờ? Em đếm nó có 1 à. Nó nhấn lẹ vậy. Bị chạm. Là 6. Bạn nói thật lòng đi. Bạn cảm nhận thế nào về người bạn đứng kế bên đây? Thật sự thì cô ấy rất dễ thương. Thì thành thức em mới bấm thôi. Thật lòng đấy.
còn bạn nữ anh thấy rằng chàng trai này cũng dễ thương chứ? Dạ, theo cảm nhận ban đầu mà muốn quen một người á là thích ngay ánh nhìn đầu tiên. Em nhìn anh em chỉ thấy anh dễ thương thôi, còn bình thường nếu mà chọn là người yêu thì đó là cảm nhận. Đó cảm là nhận cảm nhận có giải thích được. Dạ, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, và ít nhất là chúng ta cũng có thể trở thành những người bạn với nhau. Có nhiều tóc ở đó có quyền anh gì hài của anh không, mà em thấy bạn cũng đẹp mà anh. Sao anh nói bạn xấu? Đâu có nói xấu. Đâu có nói xấu đâu. Ta chỉ nói nhiều tóc. Anh nói anh nói xấu. Chưa gì Minh không nội ơi. Chưa gì Minh rồi. Tiếp 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 còn một phút nữa. Nhanh lên em. Em có muốn bấm chuông không? Em có muốn bấm chuông không? Dạ. Tôi bấm thì Trang bấm. Ok. Chơi kỳ vậy. Vậy nó đỡ quê anh. Và bây giờ mời bạn gái của cặp đôi thứ hai. Xin mời. À, em tên gì? Em tên là Trang. Bao nhiêu tuổi? Dạ, cho em tên gì? Khoan, xin lỗi, tên gì nói lớn lên. Tên Trang, tuổi, bí mật. Bí mật mà bí mật tới hết chương trình luôn hay bí mật chút xíu thôi? Dạ, bí mật tới hết chương trình đi, chị không mấy tí nữa gặp bạn nam mà nói luôn. Rồi, xin mời chàng trai xuất hiện. Xin chào anh. Dạ, mời anh ngồi. Anh tên là gì? Dạ, em tên là Tú. Hai em 31 tuổi. Đang làm nghề gì? Em làm quản lý cho công ty trang trí nội thất. Làm quản lý trang trí nội thất. Trang hiện giờ là đang làm gì Trang? Dạ em đang làm bên bộ phận xuất nhập khẩu chị. Ngoài giờ công việc đó ra thì những lúc rảnh rỗi mình làm gì nữa? Thì em đi cà phê với bạn bè. Rồi ở nhà thiêu tranh. Mình có làm thêm công việc gì nữa không? Tùy theo chị. Ví dụ như dịp Tết á. Làm gì? Dạ bán bưởi. Bán bưởi hả? Dạ. Ở trong nhà có đông anh chị em không? Dạ không, nhà em thì có ba chị em thôi. Mấy người kia đã có gia đình chưa? À, dạ em trai giữa có gia đình rồi. Rồi sao em mình có gia đình rồi mà mình chưa có gia đình? Chắc tại duyên chưa tới. Mình có kén quá không? Cũng không có kén lắm. Mà em thích cái bạn người bạn trai của mình như thế nào? Người đàn ông của gia đình đó chị. Người đàn ông của gia đình là sao, em nói rõ hơn tí xíu thôi. Biết quan tâm tới gia đình, biết lo lắng cho gia đình, kính trên nhường dưới. Vậy thôi là đủ rồi. Về ngoại hình em muốn người bạn trai mình người như thế nào? Đừng có xấu quá, đừng có đẹp quá, đẹp quá thì cũng... Ủa lần sau em không có đẹp hả? Dạ thì cũng bình thường thôi anh Linh ơi. Rồi, nãy giờ anh nghe bạn gái bên kia nói, anh cảm nhận mình được bao nhiêu phần trăm theo cái yêu cầu của cô gái bên đó? Em nghĩ thì chắc 90%. Dạ. Tự tin dữ vậy trời. Dạ em uống mới uống Milo mà chị. Bạn làm trang trí nội thất đúng không? Dạ. À, tôi nghĩ rằng cái môi trường đó cũng dễ tiếp xúc với nhiều người đẹp, nhưng mà lý do tại sao không tìm được một nửa cho mình? Chắc có lẽ là nhiều người đẹp quá nên không chọn được. Em thì em không thích người đẹp quá. Hai người này gu lạ ghê. Em thích bình thường thôi anh. Bình thường như thế nào? Giống như Minh Hằng vậy đó. Trời ơi, Minh Hằng là bình thường. Bình thường hay quá ha. Rồi bên kia thích người mẫu người như thế nào? Dạ em thích giống Quyền Linh. Bữa nay Quyền Linh thu hoạch. Nhưng mà bây giờ nói cái không thích đi. Em không thích cái gì về người bạn trai của mình? Không thích uống rượu, hút thuốc. Có uống rượu hút thuốc không? Dạ không. Không được. Em cũng không thích hiền á. Hiền không thích luôn. Thích dữ dữ hả? Dạ dữ dữ cũng được. Để chi? Để có thể bảo vệ em. Dữ dữ với em luôn rồi sao? Thí dụ như giờ bạn trai nó gây lộn qua lại, rồi bạn trai nóng quá, bạn trai nó quýnh em một cái rồi em phản ứng sao? Em khóc rồi em không nói chuyện với bạn trai đó nữa. Rồi có tha thứ không? Không. Đó là vũ phu rồi. Rồi bên kia có khi nào quýnh phụ nữ không vậy? Chưa bao giờ. Có ý định chưa? Người ta nói là không nên đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa mà. À, có bực mình lắm lấy chổi lông gà đánh. Không, mà phải lấy cái khăn mùi xô gói cùng gà cho ổng á. Trời ơi, trời ác luôn rồi ơi. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Ba mối tình. Nhưng mà trong đó có một mối cuộc tình bị cô ấy hạ bằng nóc ao. Là sao? Hạ nóc ao là sao? Có nghĩa là vừa vô hẹn hò cô ấy cho em đo dáng luôn. Là sao? Cô ấy cho em leo cây luôn. Thế là tới ế tới giờ luôn. Lâu chưa? 2 năm rồi. 2 năm qua bạn chờ đợi một cái tình yêu mới như thế nào? Đi làm thôi. Thế mạnh của bạn theo bạn là cái gì? Để người phụ nữ thích. Hòa đồng vui vẻ với mọi người, chiều chuộng phụ nữ. Rồi điểm yếu của bạn là gì? Sợ thấy con gái khóc em không dỗ được. Đừng có quýnh người ta sẽ không bao giờ khóc. Còn điểm yếu gì nữa không?
hết rồi. Rồi, tôi nãy giờ bên đó nói là bên đây là bạn gái cứ ngồi gật đầu gật đầu gật đầu, có vẻ rất là hài lòng với những cái điều mà bên kia chia sẻ. Nhưng bây giờ chị hỏi em một câu nè, mặc dù là bạn chưa có giới thiệu về tuổi, nhưng mà theo cái cặp mắt quan sát của Tường á thì bạn cũng không còn trẻ nữa. Vậy thì ngày hôm nay mục đích đến đây là muốn tìm một người bạn trai hay là thấy được là coi như là lấy luôn làm chồng? Dạ thấy được lấy luôn làm chồng. Nghĩa là tinh thần là dạ, để chuẩn bị tinh thần là đó, được là lấy luôn đúng không? Dạ. Bên kia có muốn lấy luôn không hay là chỉ mến đến tìm hiểu cho làm quen làm bạn cho vui thôi? Nếu mà được là, nhưng mà ví dụ như bên đây là hiện giờ chưa biết tuổi nè, bên kia 31 đúng không? Ta đuổi bên đây người ta đi 34-35 tuổi thì sao? Thì kệ nó, tình yêu làm gì có tuổi tác. Con gái lớn hai. À, bên đây hỏi là có chấp nhận con gái lớn hai không chị? Tuổi tác thì em nghĩ chắc cũng 1-2 tuổi cũng không thành vấn đề. Không thành vấn đề đúng không? Ok, được rồi. Tuổi tác không thành vấn đề, bây giờ để tôi nhìn coi bên này già hay trẻ chứ bên đây là tôi thấy rồi. Khoan mở cái màn anh hỏi. Bây giờ để anh hỏi cô bé bên đó nè ha. Bạn có thích chàng trai nhiều tóc không? Gì vậy trời, người ta đến cái đoạn coi mặt rồi mà ông hỏi là cái đầu tóc bình tĩnh. Nói chung là nhìn sao được thôi nên ơi, chứ nhiều quá cũng không được mà ít quá cũng không được. Theo kinh nghiệm của chị là coi như không có tóc rồi đó. Dạ. Quá trời nhiều luôn. Chào em, sống với ba mẹ hả? Út rồi. Coi như là cái gì là Út chịu hết phải không? Mẹ không chịu thì em có chịu không? Mẹ nó nói là em chịu là mẹ chịu mà. À, không chịu rồi, được rồi, vậy được rồi. Rồi vậy đi. Để tôi qua bệnh coi sao. Coi bệnh nhiều tóc ít tóc. Bên đó bán bưởi, cái vỏ bưởi đó mình nấu. Không mau lắm. Chào em. Anh đoán được tuổi không? Nếu mà nhìn mà sơ sơ á, đoán khoảng 30. Nếu nhìn kỹ kỹ á, đoán khoảng 33. Dạ. Không biết phải không? Dạ phải. Rồi cảm ơn bạn. Rất là xinh. Bây giờ thì cho hai bạn nhìn nhau trực tiếp. Bây giờ kéo màn lên. Tuổi tác không quan trọng. Tuổi tác không quan trọng, chỉ có mẹ mới quan trọng thôi. Chỉ có tóc tai mới quan trọng thôi. Tóc này. Quan trọng là tóc tai thôi. 2 phút bắt đầu. Dạ. Em ở đâu? Dạ em ở quận 9. Ở quên. Trời đất ơi. Dạ tại nãy em xưng là em nên thôi à, mình ở quận 9. Không quan trọng. Mình ở Đồng Nai. Tới luôn. Nãy không nói chuyện đây lớn, bây giờ qua gặp người đẹp nói chuyện nhỏ chút xíu mọi người. Anh nghĩ là nhìn nhau là đủ rồi anh. Nhìn nhau đủ hả? Nhìn nhau là đủ. Ngủ rồi mà ngủ. Nói đi em, không ấy mình lớn mình chủ động luôn đi cưng. Mình lớn nhưng mà mình cũng là con gái. Ủa vậy bạn này lớn, bạn này mấy tuổi? Chị đó 2 tuổi, chị nhỏ mà. Nhưng ta đẹp hơn mình. Ta nhiều tóc hơn anh đó có quyền. Anh gì thằng đó. Không mà em thấy bạn cũng đẹp mà anh. Sao anh nói bạn xấu? Đâu có nói xấu. Đâu có nói xấu đâu. Ta chỉ nói nhiều tóc. Ta nói anh nói xấu. Chưa gì Bính không mọi ơi. Chưa gì Bính rồi. Tiếp còn 1 phút nữa, nhanh lên em. Em có muốn bấm chuông không? Em có muốn bấm chuông không? Dạ. Tôi bấm thì Trang bấm. Chơi okay. Kỳ vậy. Vậy nó đỡ quê anh. Bây giờ tôi hỏi lại là nếu như mình nói là không thích thì sao? Thích thì thôi chứ sao giờ. Nếu tao nó không thích thì bạn có thích bấm chuông không? Đừng có suối. Tình yêu mày sao suối. Trời ơi. Bấm đi có bưởi ngồi đầu. Tết đó là. Nhanh lên trời ơi. Cứ lo tặng mấy trái bưởi không là chết rồi. Thôi hết giờ. Thôi vậy thôi đi. Nè tôi còn nhắc cái này. Ông đem cái quà để đang chi mọi. Anh rung quá em quên. Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Mời các bạn đặt tay ra sau thành ghế. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2. Dạng gì ông biết chưa? Hù. Và 3. Mấy người này suối hoài rồi để người ta làm. Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi. Xin
đây chưa có tới được gần đâu. Bạn bấm sau hình như là 3 giây. Tôi không đồng ý. Tại cái chua nó không ăn á. Sao không ăn? Chu chương trình làm gì không ăn? Không, không. Chắc phải kiểm tra em lại. Em đồng ý, em đồng ý. Không, tôi không cho. Không phải, hồi nãy giờ là chưa tình, ta đã muốn nhấn từ trước. Tôi không cho, bây giờ tôi không cho thì sao? Dạ anh không cho mà em nhận quà rồi. Đó, đỡ rồi. Thua, đi qua bên kia đi ông ơi. Đó, cái gì vậy hoài à? À, bạn trai nhìn thấy điều gì ở bạn nữ? Cũng dễ thương, nghiêm túc trong tình cảm. Thế còn em cảm nhận gì về người bạn trai bên kia? Giống như chị nói, thời gian giờ cũng còn có ít à. Nên thôi, có đối tượng thì mình cứ tìm hiểu. Thời gian còn ít là thời gian gì? Dạ em bây giờ đã hơi lớn tuổi rồi. Nên là cũng muốn tìm cho mình một cái bờ vai để nương tựa. Và em thấy người đàn ông kế bên là... Thấy bờ vai sao? Hơi nhỏ nhưng mà cũng được. Hơi nhỏ nhưng mà cũng được. Rất là chân thành. Và cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc cho hai bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cho bản thân mình. Có nhiều tóc của anh đó có quyền. Anh gì hài của anh? Không, mà em thấy bạn cũng đẹp mà anh. Sao anh nói bạn xấu? Đâu có nói xấu. Đâu có nói xấu đâu. Ta chỉ nói nhiều tóc. Bạn nói anh nói xấu. Chưa gì Binh không mọi ơi. Chưa gì Binh rồi. Tiếp còn một phút nữa, nhanh lên em. Em có muốn bấm chuông không? Em có muốn bấm chuông không? Dạ. Tôi bấm thì Trang bấm. Ok. Chơi kỳ vậy. Vậy nó đỡ quê anh. Và bây giờ mời bạn gái của cặp đôi thứ hai. Xin mời. À, em tên gì? Em tên là Trang. Bao nhiêu tuổi? Dạ cho em tên gì khoan xin lỗi chị. Tên gì nói lớn lên tên Trang nghe. Tuổi bí mật mà bí mật tới hết chương trình luôn hay bí mật chút xíu thôi? Dạ bí mật tới hết chương trình đi chị, không mấy tiếng nữa gặp bạn nam mà nói luôn. Rồi xin mời chàng trai xuất hiện. Chào anh. Dạ mời anh ngồi. Anh tên là gì? Dạ em tên là Tú. Hai em 31 tuổi. Đang làm nghề gì? Em làm quản lý cho công ty trang trí nội thất. Làm quản lý trang trí nội thất. Trang hiện giờ là đang làm gì Trang? Dạ em đang làm bên bộ phận xuất nhập khẩu chị. Ngoài giờ công việc đó ra thì những lúc rảnh rỗi mình làm gì nữa? Thì em đi cà phê với bạn bè. Rồi ở nhà thiêu tranh. Mình có làm thêm công việc gì nữa không? Tùy theo chị. Ví dụ như dịp Tết á. Làm gì? Dạ bán bưởi. Bán bưởi hả? Dạ. Ở trong nhà có đông anh chị em không? Dạ không, nhà em thì có ba chị em thôi. Mấy người kia đã có gia đình chưa? À, dạ em trai giữa có gia đình rồi. Rồi sao em mình có gia đình rồi mà mình chưa có gia đình? Chắc tại duyên chưa tới. Mình có kén quá không? Cũng không có kén lắm. Mà em thích cái bạn người bạn trai của mình như thế nào? Người đàn ông của gia đình đó chị. Người đàn ông của gia đình là sao? Em nói rõ hơn tí xíu thôi. Biết quan tâm tới gia đình, biết lo lắng cho gia đình, kính trên nhường dưới. Vậy thôi là đủ rồi. Về ngoại hình em muốn người bạn trai mình người như thế nào? Đừng có xấu quá, đừng có đẹp quá, đẹp quá thì cũng... Ủa lần sau em không có đẹp hả? Dạ thì cũng bình thường thôi anh Linh ơi. Rồi, nãy giờ anh nghe bạn gái bên kia nói, anh cảm nhận mình được bao nhiêu phần trăm theo cái yêu cầu của cô gái bên đó? Em nghĩ thì chắc 90%. Dạ, tự tin dữ vậy trời. Dạ em uống mới uống Milo mà chị. Bạn làm trang trí nội thất đúng không? Dạ. À, tôi nghĩ rằng cái môi trường đó cũng dễ tiếp xúc với nhiều người đẹp. Nhưng mà lý do tại sao không tìm được một nửa cho mình? Chắc có lẽ là nhiều người đẹp quá nên không chọn được. Em thì em không thích người đẹp quá. Hai người này gu lạ ghê. Em thích bình thường thôi anh. Bình thường như thế nào? Giống như Minh Hằng vậy đó. Trời ơi, Minh Hằng là bình thường. Bình thường hay quá ha. Rồi bên kia thích người mẫu người như thế nào? Dạ em thích giống Quyền Linh. Bữa nay Quyền Linh thu hoạch. Nhưng mà bây giờ nói cái không thích đi. Em không thích cái gì về người bạn trai của mình? Không thích uống rượu, hút thuốc. Có uống rượu hút thuốc không? Dạ không. Không được. Em cũng không thích hiền á. Hiền không thích luôn. Thích dữ dữ hả? Dạ dữ dữ cũng được. Để chi? Để có thể bảo vệ em. Dữ dữ với em luôn rồi sao? Thí dụ như giờ bạn trai nó gây lộn qua lại rồi bạn trai nóng quá, bạn trai nó quýnh em một cái rồi em phản ứng sao? Em khóc rồi em không nói chuyện với bạn trai đó nữa. Rồi có tha thứ không? Không. Đó là vũ phu rồi. Rồi bên kia có khi nào quýnh phụ nữ không vậy? Chưa bao giờ. Có ý định chưa? Người ta nói là không nên đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa mà. À, có bực mình lắm lấy chổi lông gà đánh.
Không, mình phải lấy cái khăn mùi xô gói cùng gạch cho ổng á. Trời ơi, trời ác luôn rồi ơi. Anh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? 3 mối tình. Nhưng mà trong đó có một mối cuộc tình bị cô ấy hạ bằng nóc ao. Là sao? Hạ nóc ao là sao? Có nghĩa là vừa vô hẹn hò cô ấy cho em đo dáng luôn. Là sao? Cô ấy cho em leo cây luôn. Thế là tới ế tới giờ luôn. Lâu chưa? 2 năm rồi. 2 năm qua bạn chờ đợi một cái tình yêu mới như thế nào? Đi làm thôi. Thế mạnh của bạn theo bạn là cái gì? Để người phụ nữ thích. Hòa đồng vui vẻ với mọi người, chiều chuộng phụ nữ. Rồi điểm yếu của bạn là gì? Trời, thấy con gái khóc em không dỗ được. Đừng có quýnh người ta, người ta sẽ không bao giờ khóc. Còn điểm yếu gì nữa không? Hết rồi. Rồi, tôi nãy giờ bên đó nói là bên đây là bạn gái cứ ngồi gật đầu gật đầu gật đầu, có vẻ rất là hài lòng với những cái điều mà bên kia chia sẻ. Nhưng bây giờ chị hỏi em một câu nè, mặc dù là bạn chưa có giới thiệu về tuổi, nhưng mà theo cái cặp mắt quan sát của Tường thì bạn cũng không còn trẻ nữa. Vậy thì ngày hôm nay mục đích đến đây là muốn tìm một người bạn trai hay là thấy được là coi như là lấy luôn làm chồng? Dạ thấy được lấy luôn làm chồng. Có nghĩa là tinh thần là dạ, để chuẩn bị tinh thần rồi đó, được là lấy luôn đúng không? Dạ. Ở bên kia có muốn lấy luôn không hay là chỉ mến đến tìm hiểu cho làm quen làm bạn cho vui thôi? Nếu mà được là, nhưng mà ví dụ như bên đây là hiện giờ chưa biết tuổi nè, bên kia 31 đúng không? Ta đuổi bên đây người ta đi 34-35 tuổi thì sao? Thì kệ nó, tình yêu làm gì có tuổi tác. Con gái lớn 2. À, bên đây hỏi là có chấp nhận con gái lớn 2 không chị? Tuổi tác thì em nghĩ chắc cũng 1-2 tuổi cũng không thành vấn đề. Không thành vấn đề đúng không? Ok, được rồi. Tuổi tác không thành vấn đề, bây giờ để tôi nhìn coi bên này già hay trẻ chứ bên đây là tôi thấy rồi. Khoan mở cái màn anh hỏi. Bây giờ để anh hỏi cô bé bên đó nè ha. Bạn có thích chàng trai nhiều tóc không? Cái gì vậy trời? Người ta đến cái đoạn coi mặt rồi mà ông hỏi là cái đầu tóc. Từ từ bình tĩnh. Nói chung là nhìn sao được thôi nên ơi, chứ nhiều quá cũng không được mà ít quá cũng không được. Theo kinh nghiệm của chị là coi như không có tóc rồi đó. Dạ. Quá trời nhiều luôn. Chào em. Sống với ba mẹ hả? Ừ, Út rồi. Coi như là cái gì là Út chịu hết phải không? Mẹ không chịu thì em có chịu không? Mẹ nó nói là em chịu là mẹ chịu mà. À không chịu rồi, được rồi, vậy được rồi. Rồi vậy đi. Để tôi qua bệnh coi sao. Coi bệnh. Nhiều tóc, ít tóc. Bên đó bán bưởi. Cái vỏ bưởi đó mình nấu. Mau lắm. Chào em. Anh đoán được tuổi không? Nếu mà nhìn mà sơ sơ á, đoán khoảng 30. Nếu nhìn kỹ kỹ á, đoán khoảng 33. Dạ. Không biết phải không? Dạ phải. Rồi cảm ơn bạn. Rất là xinh. Bây giờ thì cho hai bạn nhìn nhau trực tiếp. Bây giờ kéo màn lên. Tuổi tác không quan trọng. Tuổi tác không quan trọng, chỉ có mẹ mới quan trọng thôi. Chỉ có tóc tai mới quan trọng thôi. Quan trọng là tóc tai thôi. 2 phút bắt đầu. Dạ. Em ở đâu? Dạ em ở quận 9. Ô quên. Trời đất ơi. Dạ tại nãy em xưng là em nên thôi. À, mình ở quận 9. Không quan trọng. Mình ở Đồng Nai. Tới luôn. Nãy em nói chuyện đây lớn, giờ qua gặp người đẹp nói chuyện nhỏ chút xíu mà thôi. Anh nghĩ là nhìn nhau là đủ rồi anh. Nhìn nhau đủ hả? Nhìn nhau là đủ. Ngủ rồi mà ngủ. Nói đi em, không ấy mình lớn mình chủ động luôn đi cưng. Mình lớn nhưng mà mình cũng là con gái. Ủa vậy bạn này lớn, bạn này mấy tuổi? Chị đó 2 tuổi, chuyện nhỏ mà. Nhưng ta đẹp hơn mình. Ta nhiều tóc hơn mình đó có quyền. Anh gì thằng không? Không mà em thấy bạn cũng đẹp mà anh. Sao anh nói bạn xấu? Đâu có nói xấu. Đâu có nói xấu đâu. Ta chỉ nói nhiều tóc. Ta nói anh nói xấu. Chưa gì Bính không mọi ơi. Chưa gì Bính rồi. Tiếp còn 1 phút nữa, nhanh lên em. Em có muốn bánh chuông không? Em có muốn bánh chuông không? Dạ. Tôi bấm thì Trang bấm. Chơi kỳ vậy? Vậy nó đỡ quê anh. Bây giờ tôi hỏi lại là nếu như bên đó nói là không thích thì sao? Thích thì thôi chứ sao giờ? Nếu tao nó không thích thì bạn có thích bánh chuông không? Đừng có suối. Tình yêu mày sao suối? Trời ơi. Bấm đi có bưởi ngồi đầu. Nhanh lên trời ơi, cứ lo tặng mấy trái bưởi không là chết rồi. Thôi hết giờ. Thôi vậy thôi đi. Nè tôi còn nhắc cái này, ông đem cái quà để đang chi nội. Anh rung quá em quên. Cảm ơn.
Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Mời các bạn đặt tay ra sau thành ghế. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2. Dạng gì ông cứ chua. Hù. Và 3. Mấy người này suối hoài rồi, để người ta làm. Hết thời gian. Rồi. Đến đây chưa có tới được gần đâu. Bạn bấm sao hình như là 3 giây. Tôi không đồng ý. Tại cái chua nó không ăn á. Sao không ăn? Chu chương trình làm gì không ăn? Không. Chắc phải kiểm tra lại. Em đồng ý. Không, tôi không cho. Không phải. Hồi nãy giờ là chưa tình ta đã muốn nhấn từ trước. Tôi không cho, bây giờ tôi không cho thì sao? Dạ anh không cho mà em nhận quà rồi. Đó, đỡ rồi. Thua, đi qua bên kia đi ông ơi. Đó, cái gì vậy hoài à? À, bạn trai nhìn thấy điều gì ở bạn nữ? Cũng dễ thương, nghiêm túc trong tình cảm. Thế còn em cảm nhận gì về người bạn trai bên kia? Giống như chị nói, thời gian giờ cũng còn có ít à. Nên thôi, có đối tượng thì mình cứ tìm hiểu. Thời gian còn ít là thời gian gì? Dạ em bây giờ đã hơi lớn tuổi rồi. Nên là cũng muốn tìm cho mình một cái bờ vai để nương tựa. Và em thấy người đàn ông kế bên là... Thấy bờ vai sao? Hơi nhỏ nhưng mà cũng được. Hơi nhỏ nhưng mà cũng được. Rất là chân thành. Và cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc cho hai bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cho bản thân mình. Bạn có từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ chưa? Cũng có mơ rồi. Ông bà mình có câu á là dâu con rể khách. Vậy bạn có sợ cảnh làm dâu không? Làm dâu ở đâu? Thì làm dâu bên nhà gia đình chồng. Bạn có thích ở với gia đình nhiều thế hệ hay là gia đình hiện đại bây giờ? Thì thật sự là mình muốn ở riêng hơn là làm dâu. Nhưng mà nếu mà thật sự gia đình hòa hợp thì mình sẽ cố gắng nếu mà mình yêu người đó. Rồi xin mời bạn trai của chương trình. Chào em. Rất lịch lãm. À, bạn tên là gì? Dạ em tên là Dương Quốc Chiến ạ. Tên cũng ngầu vậy. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em là nhân viên kế toán. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Rất là ấn tượng. Chào em. Em chào anh chị và các bạn. À, một phong cách rất là ấn tượng, chị rất là thích, rất là năng động. Em tên gì? Dạ em là Đoàn Thanh Hằng. Mọi người tên thân mật hay gọi em là Hằng Moon. Hằng Moon. Dạ. Moon là mặt trăng á hả? Dạ, do em sống ở mặt trăng nên em sống ở mặt trăng là sao? Là người ở cõi trên á. À, hiện giờ là Moon đang làm gì? Dạ hiện tại thì em đang là nhân viên thiết kế đồ họa. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 29 tuổi. 29? Tự nhiên em xuống giọng nhỏ vậy? Dạ tại vì em thấy em lớn tuổi. Không, nhưng mà chị thấy trong mắt chị em chỉ khoảng chừng 23, 24 tuổi thôi, đúng không các bạn? Quá trẻ, 29 tuổi. 29 tuổi mà nhìn trẻ lắm hả? Rất trẻ. Bên đây cũng trẻ vô cùng luôn. Bên kia là Hằng Moon. Bạn là Chiến gì? Cũng buồn luôn á. Chiến Mung hả? Dạ. Là Chiến đen á hả? Dạ, tại vì nước da em còn trắng lắm. À, bên kia Hằng Moon tức là Hằng Mặt Trăng. Còn đây là Chiến Mung chứ không phải là Moon. À, bạn làm nghề kế toán được bao lâu rồi? Dạ, em làm cũng khoảng 7 năm á. 7 năm rồi? Dạ. Hôm nay hình như bạn khang tiếng phải? Dạ, cái tiếng của em nó đặc trưng vậy anh. Hình như chưa dậy thì hả? Thật ra là em có một khoảng thời gian hơi dài nó bị bể giọng anh. À. Rồi sau đó là phải lên bệnh viện Tam Bảo Hồng, thành phố Hồ Chí Minh để luyện giọng lại thì nó mới được cỡ dày. Luyện dữ lắm rồi mới được vậy đó hả? Dạ, vậy nó mới đặc biệt anh. Giọng đặc biệt ha? Dạ. À, rất là lạ. À, sở thích của bạn ngoài giờ làm việc là làm gì? Dạ thường thì em đi chơi với bạn bè, rồi thỉnh thoảng em cũng có làm thơ, nhưng mà mấy bài thơ con cóc. Đọc một bài con cóc con nhái tôi nghe. Tham gia chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài thơ thì em đọc cho mọi người cùng nghe ha. Phải chăng bạn muốn hẹn hò, hãy mau đăng ký về cho chương trình. Chị Cát Tường, anh Quyền Linh, ông Mai bà Mối, kết tình xe duyên, nam thanh nữ tú hàn huyên, hết ngày ngày tháng co ro, hết ngày ngày tháng âu lo buồn rầu.
Tường với anh Quyền Linh là thay mặt chương trình cảm ơn bài thơ của em rất là hay và có ý nghĩa. Nhìn bạn đâu đến nỗi nào đâu. Mà ế thì không đồng ý rồi. Dạ, cái quan điểm của em lúc trước là em cũng có dự định là khoảng từ 30 trở lên em mới lập gia đình. Nên là em cũng không có nóng vội. Vậy giờ 29 là rủ gặp người rồi. Dạ, bây giờ em mới đang chạy nước rút rồi. Có nghĩa là hôm nay đến chương trình là được là lấy luôn đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi bây giờ Moon thì sao nè? Thích cái gì ở đối tượng nam của mình? Em muốn bạn trai mình phải là một người trầm tính. Trầm tính? Trầm giọng được không? Giọng trầm thôi chứ tính thì chưa biết. Tại vì em hay nói nhiều nên em muốn là người đó phải biết lắng nghe. Em cũng hay nóng, hơi nóng nảy một chút. Nhưng mà nếu mà biết cách dỗ em cũng rất là nguội. Nghe chưa? Bên đây cũng hơi nóng tính nha, phải dỗ nha. Bạn biết lắng nghe có chiều chuộng không? Dạ chắc em nghĩ là cái người phù hợp với em á. Tại vì em cũng ít nói, hơi hay trầm tính. Trầm tính? Dạ. Bây giờ chị rất là nôn nao muốn xem mặt bạn trai bên đó. Nhưng mà trước khi bước đó nó xem thì chị muốn hỏi em một lần cuối cùng nữa, là em có yêu cầu gì về cái bạn nam của mình hay không? Để chị qua chị coi. Dạ em hy vọng bạn đó sẽ là cao to. Cao to? Dạ. Và đẹp trai càng tốt. Bạn đây lùng, hơi xấu chút. Đầu tóc rượu bòm xòm. Mặc đồ lôi thôi, khỏi coi luôn. What? Giống như anh nói không? Em là em chịu. Thật là bất ngờ quá. Chị là chị chịu em rồi đó. Dạ, chị. Mà chị không biết bên đó làm sao thôi. Chị nghĩ là em cứ tự tin lên. Thí dụ bên đó không chịu em chịu không? Thì nếu người ta chịu em mới chịu chứ. Chị ráng nói vô em có quà cho chị á. Nhớ nha. Ủa, rủ nói vô rồi bên kia em không đúng như cái yêu cầu của em thì sao? Em đòi lại. rồi quà tiếp tục. Nhưng mà được, cái này em nói được. Em nói được là được. Rồi. Được không? Được đừng có đòi quà nha. Tặng là tặng luôn chứ, đúng không? Ai lại đòi? Đòi gì? Hello. Hi anh. Hi you. Five times. And you? Still alive. No speak English. À, rất là dễ thương. À, như một người nghệ sĩ. Cảm ơn anh. Em có thích nghệ thuật không? Dạ có, em cũng hay nhảy dance. Nhảy dance hả? Dạ. Chút xíu coi nhảy. Để tập thể dục buổi sáng. Em có thể nhảy đoạn chút xíu rồi coi được. Cho phép em từ chối, tại vì hôm nay em bận váy này rất là khó. À vậy à? Dạ. Thôi để xuống sân khấu nhảy sao ha. Được không? Được. Nôn quá à. Rồi, bây giờ kéo màn lên đi. Kéo màn lên để cho hai bạn trẻ gặp nhau đi. Xin mời. Chào bạn. Chào. Mình nhìn bạn rất là có cảm tình. Hồi nãy giờ nghe mình trao đổi rồi, bây giờ thấy mình, bạn có nghĩ là mình được bao nhiêu phần trăm? Mình nghĩ cũng được 70-80%. Bạn có từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ chưa? Cũng có mơ rồi. Ông bà mình có câu á là dâu con rể khách. Vậy bạn có sợ cảnh làm dâu không? Làm dâu ở đâu? Thì làm dâu bên nhà gia đình chồng. Bạn có thích ở với gia đình nhiều thế hệ hay là gia đình hiện đại bây giờ? Thì thật sự là mình muốn ở riêng hơn là làm dâu. Nhưng mà nếu mà thật sự gia đình hòa hợp thì mình sẽ cố gắng nếu mà mình yêu người đó. Cái đó là bạn nghĩ một, nhưng mà bạn còn nghĩ khía cạnh khác là thời buổi hiện đại á, con cái đâu phải ra ngoài làm. Khi có con á thì thường gửi cho ông bà, nếu mà mình ở riêng là rất là bất tiện cái điều đó. Chính xác. Cái đó... Về Long An dễ gửi. Dạo này mình thấy là ba mẹ tuy là ba mẹ chồng hay ba mẹ vợ nhưng rất là tâm lý, thương con dâu hay thương con rể như người nhà. Nên là cái sẽ chia cái công việc thì nó tốt hơn. Mình sẽ nghĩ đến điều đó nếu mà mình có đường dài tới. Bạn có hay đi xem phim không? Mình cũng ít xem lắm. Tại ở dưới Long An nó không có điều kiện như trên phố. Nhanh lên, còn có 10 giây nữa thôi, nhanh lên bạn. Bạn có muốn đi xem phim với mình không? Rất tất nhiên rồi. Thôi. Hết giờ, đủ rồi. Như đó đủ rồi. Cái câu hỏi mà bạn có muốn, bạn nữ hỏi là bạn có muốn đi xem phim cùng mình không? Nghe xong nó ngọt, ấm lòng mát gì đâu. Chúng ta sẽ có 3 khắc để nhấn nút hẹn hò.
Đồng ý hay không đồng ý? 1 2 3. Hôm nay mình có chuẩn bị món quà. Cái món quà này là tự tay mình làm. Hy vọng bạn vui. Nè em. Đã công cho chị. Cảm ơn em. Có hình trái tim không? Chúc các bạn thật nhiều hạnh phúc, nhiều cái niềm vui trong cuộc sống, mà mong rằng chúng ta sẽ tiến xa hơn nữa. Bởi vì trong ánh mắt các bạn, tôi đã nhận biết những điều đó. Chúc mừng các bạn.